Dương xin chào cả nhà nha. Đây hôm nay Dương lại đi cắm câu ếch nha. Hôm trước là mình đi cắm câu ếch nhưng mà đi trễ quá, cắm được có 10 cân à. Hôm nay mình đi cắm câu ếch với lại em Được. Rồi ok, hello, xin chào cả nhà nha. Rồi em Được thì cắm câu cá lóc nha. Thì tối nay hai anh em mình sẽ cắm chung một đường. Thì hôm nay hai anh em kết hợp cả nhà. Thử coi vừa ếch vừa cá lóc thì nó có đậu hơn không, chứ hôm bữa trước mấy anh em đi cắm được có 5 con. Đây cái chỗ này là sân bay Long Thành thì này. Hiện tại là Dương với lại Được đang ở sân bay Long Thành nha. Đó đây là cả nhà mình thấy không, đất nó cao trùng ngụm luôn á. Cái này khoảng cỡ 60 mét anh Dương. Thì đây có mấy cái hồ ở đây là người ta bỏ hoang á, cho nên là mình sẽ ra đây mình cắm câu cá lóc ở đây nha. Ở vòng vòng nãy giờ cũng mệt rồi, giờ mình mới tới bãi cắm nha. Gai quá, gai rồi, đi không mang dép gì hết, không mang dép mà không mang vớ luôn á. Ủa cái bãi này nó bơm cát, nó bơm cát, bơm nó sình mưa nó chảy xuống đây nè. Trời cái hồ này bự lắm mà nó còn nhiêu này được nè, cái này lấy tay lưới lên văng là dính ngon lành luôn á. Ừ rồi giờ Dương sẽ vô trong góc này cắm. Si hai người quá luôn à. Cắm câu đây luôn hả? Cắm giờ mình em đi em luồn vô bờ đó, bên đó cắm miếng bờ nó ngon hơn á. Em cắm bờ nó đi, anh cũng qua đó đó, chắc đi vô luồn vô bờ đó đi qua, chứ đây không có chỗ nào cắm càng câu được đâu. Cái mé này nó hỏng, nó mới phóng hay gì hả? Nhấc nách chưa, nhấc nách chưa? Thì như em Được nói mình cũng ngừa bệnh hơn là trị bệnh ha. Mình cho nó cao lên chút. Thấy mấy cái này ổn không? Được, thấy cắm câu ếch ơi ổn không? Chị ơi, em có xuống đây cái đường đó chưa mà em nói nước cạn? Thôi à, nhưng mà cái hồ này là ngon nè, cái hồ này cá nó gom về đây không á? Cái gì? Em cắm cho né, cắm xuống đi, cắm lội xuống sao chịu nổi, sâu lắm, hồ này sâu mà. Cây nè chúng cứ chờ bãi thôi, cắm cậu nó cài. Em nó lên đâu, nghe mùi lết lên rồi. Bơi bơi ở đây lết lên rồi. Thì cũng tối rồi nha. Nhất Dương cắm cũng được 30 mấy cân á. Cắm 1-2 cân nữa
mình kết thúc ở đây, khi nào đi thăm thì sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Cá đây cá khủng không nói gì chạy. Thì Dương vừa cắm câu hết được 39 cần nha. Thì trời cũng rất là tối rồi. Bây giờ là cũng 7 giờ luôn rồi đó. Cắm xong là 7 giờ rồi. Hôm nay mình cắm ở bãi trống trống nên mình cắm dễ, nên là cắm tối xíu. Thì bây giờ Dương sẽ quay về, rồi tối mình đi thăm mình sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi sáng nay cũng câu mình sẽ quay tiếp. Bây giờ cũng khuya tối lắm rồi, mệt lắm rồi. Giờ về tranh thủ về. Chào tất cả cô chú anh chị buổi tối nha. Rồi, được, xin chào cả nhà mình luôn. Thì hồi chiều Dương với lại được có cắm một ít câu ếch với lại một số câu cá lóc. Thì bây giờ hồi chiều mình cắm xong, bây giờ tối mình đi thăm. Trên đoạn đường đi thăm này Dương sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Bây giờ mình tiến hành đi thăm nha. Đi đường này cắm mấy đường thôi, xuống luôn hay gì được. Anh nghe quậy sổng sổng này đó được rồi. Ừ. Không biết là chị em có cắm mé này không? Mé này cắm ở đầu cắm ngoài đó hay cắm đây? Ngoài đó cần hả? Vậy em đi ra ngoài đó đi. Anh cắm ngay góc này thôi, cho anh cắm. Anh nghe quậy sổng sổng đó. Anh nghe mình lúm rồi. Lúm keo rồi, lúm keo rồi, lúm keo. Bự không, bự không? Bự hả? Ơi, cá này bự á. Ồ, dính sâu mà. Trả lên luôn. Yeah, yeah. Trời, nặng lắm anh Dương. Ui. Cái câu liền luôn. Ê, mèo mèo mèo, xích chậm đi, chậm đi. Nè, đưa bao vô hứng luôn hả? Hứng luôn hả? Ừ. Về mình muốn tính gì tính. Nè. Vô bờ gỡ luôn trời. Đó. Ồ, cá con mập nha. Cá này nửa kilo quá chứ, nặng lắm. Ừ, rồi, bỏ vô, 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 vô. Rồi ha. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi. Whip chưa? Quá whip. Okay. Bây giờ vô đây cho cả nhà mình chiêm ngưỡng lại con cá một cái nha. Cá này con cá đầu tiên trong cái buổi bữa đó được rồi. Buổi thăm ngày hôm nay nha. À, con cá đầu tiên trong buổi thăm ngày hôm nay cả nhà. Không, biết rồi. Wow. Đó cho đã rồi. Con này 3 4 lạng, 4 lạng. Sâu lắm này sao? Thế là thấy dính sâu quá. À, anh tưởng đó là nước sâu. Nước cho nó cạn veo luôn rồi. Không mà cắm đi. Ngập ta. Lên nước, nước lên không? Được, còn được không sao? Được không? Thằng này có 1 cần. Còn 2 cần đất này, còn 2 cần. Ê, dính kìa, dính kìa. Thấy kìa, thấy kìa. Đây đây, mình gọi đèn là thấy kìa. Bơi, 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 bơi kìa. Con gì đây? Cá lăng, cá lăng, cá ngoài cá lóc ngươi. Có không? Ừ. Lăng, cá lăng. Đủ, 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 đủ. Còn cá lăng, cá lăng. Ê. Ô, mạnh dữ ta. Mạnh nào? Ê. Giật giật dữ vậy. Giật dữ không? Ôi, ở đây cá lăng nhiều được rồi. Sao? Bữa nào là mò cắm cá lăng cắm thử ra ta. À. Lâm thêm một em nữa cả nhà ơi. Cái này giờ bẻ ngạnh luôn ha. Bẻ ngạnh luôn đi. Ta chân lật chụp quá. Kêu quá ghét vậy. Kêu mệt 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 mệt. À. Ừ. Bữa hôm cá bữa hôm nấu chua hay làm gì ăn? Ừ, nói mới nhớ nửa tháng rồi mới ăn hồi nãy. Gì đó hả? Kho. Kho luôn hả? Kho kho hả? Kho, kho với rau dền. Kho dền hả? Nó canh rau dền đâu ơi, giỡn. Này biết tưởng nó kho rau dền. Muốn lọc lạ. Cái lưỡi cầu dính kho gà hả? Cá chê với cái này nó dính vô mép của kho gà lắm. Để xíu bỏ vô bao luôn. Ê, vẫn nhảy nước không? Nó nhảy được, để ra ra. Góc này còn, góc này còn cần. Cái móc ngồi đây. Ngồi lại. Cái lăng mặn nhái mà nó đói không vậy ta? Ừ, ốm nhất nè, cái đầu nó lư. Úc nghe quậy đó. Quất kêu dữ anh Dương ơi. Người ta đánh quất dữ đó. Đấy, quất vô chỗ ống túc kìa. Dính, 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 dính này được rồi. Chỗ này hồi chiều anh chơi nhớ không? Ừ. Có cần câu ếch đâu đây nè. Cá phi ông nội ơi. Hả? Dính cá phi kìa. Trời trời trời. Ủa mà anh đói dữ rồi. Trời trời trời, cá phi tính đâu cá gì chứ. Ôi con cá phi câu ếch anh kìa, thấy không? Ê, nó mèo cũng được ơi, mèo cũng được ơi. Mèo nào mèo? Mèo mèo. Anh để em. Mèo mèo. Bỏ luôn, bỏ luôn. Ê, 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 ê,
không? Đâu có dữ lắm mà gì rồi. Đó, cắm cầu dính cá huy cả nhà ơi. Ghê chưa? Trời ơi, dữ dằn chưa? Nghe quậy sộn sộn, tính đâu dính cá lóc cái gì vậy? Cá phi. Rồi, được. Em gửi đi anh đi xuống dính móc mọi con cá bự lắm. Cá bự lắm. Em coi nó dính mèo hoài nhảy ngày được kỹ kỹ nha. Cá bự lắm. Cá này nằm ôi không, cá bự lắm, dính gốc cây dưới được rồi. Rồi gỡ đi kỹ kỹ nha, được rồi, dính rồi. Nhưng mà cái dây tơ dính mèo không? Ồ cá bự lắm, được rồi. Ba chân cũng chân chạy cung chân hả? Cá bự lắm, cái này dính hồi chiều rồi, cái này muốn đừ. Anh nghe nó táp chiều, cái đùng một cái mà quậy sổng chiều mà ngay ngang đám cây nè, ngang đám gán luôn nè, dữ lắm mà. Ôi ôi con gái gần cái ký luôn rồi ơi. Buông qua lên nè. Trời ơi, con cá này có cái ký luôn á chứ bảy tấm lãng gì. Quên em luôn. Quá trời khủng rồi. Để tắt đèn cái kìa. Quá trời khủng con cá rồi. Mèn ơi. Wow. Hết biết cá rồi. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Hết biết rồi. Quá phê nha, quá phê. Quá phê rồi. Wow, tao chân run quá trời, sợ nó sảy. Tôi sợ lắm. Nó sảy. Tôi sợ nó sảy. Rồi. Này có cái đầu nữa. Cái đầu chà bá nạnh luôn kìa. Wow, lư luôn. Rồi, bây giờ gỡ đi. À, trước nghe thấp trước kìa. Em thấy không, mấy cái hồ này nói rồi mà, cái hồ này bỏ hoang lâu năm rồi. Ồ, cái nó có ấy không nè. Không tiếp chưa? Ok, không tiếp nè. Ở dưới này có dính gì này được, anh nghe tụm tụm dưới này nó được. Không. Ừ. Chút xíu rồi, chắc dưới đó hoành ngược lại anh chưa? Ừ. Bây giờ em câu em cắm hai luồng em. Đường nào mà hóc chân nghe quậy dưới mà. Nó. Ok. Giống cá chê quá vậy mẫu. Không biết nữa. Cá chê. Chê. Chê trắng. Ê, gỡ cỏ đi, anh cầm máy cho, đưa máy đây. Chê trắng nữa. Ừ. Chê trắng này về nó còn chua. Trời ơi, dữ vậy đó em. Rồi dính hết, anh dính hết. Phải không? Ừ, hết bên đó. Nghe quậy chỗ bên đó nữa, chỗ con câu hết mình. Anh dính cái chê nữa đâu? Bậy. Cái này cái chê trắng, đúng cái trắng luôn á. Bẻ ngành á. Đừng nói cái chê trắng leo lên đó cắn nữa nha. Cầm nào quang trời, để xuống đè bắt nào quang coi. Ừ. Rồi, ok. Chê trắng. Nhức nách. Trời, cái dính này bà sảy. Cá chê nó dính vào mép khó sảy lắm. Cứ ngắt luôn. Gỡ không ra, đừng gỡ ra nhà thầy nhảy nước tẩm luôn rồi luôn nè, bỏ vô đây em. Ê, 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 ê. Đó, cá chê trắng nha. Biết. Con này nữa là con thứ ba thứ tư gì nữa cả nhà. Thứ ba con dính gần không hết, con dính. À. Rồi, một cái đèn đứt bóng. Đèn của anh. Đèn nó chắc ít sạc rồi. Ôi nặng dữ lắm anh Dương ơi. Nặng không? Wow, quá nặng. Một túi rồi. Túi rồi. Từ 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 để anh lên anh gọi cái cậu anh coi có không anh nghe quậy chủng đây nè. Rồi đây, tháo vô đây rồi. Gần đây nè, anh cắm gần đây. Á à, đủ dính cái chì trắng thiệt không nội ơi kìa. Dính nữa hả? Dính chì trắng nữa. Cậu ấy dính cái chì trắng. Đẹp đi. Có tài chứ. Cậu ấy dính cái chì trắng nữa nha. Này cái nha. Thấy gì chưa đó. Thứ giữ nghe nha. Ê cái chì trắng hay vàng trắng? Đây, em gỡ luôn đi chứ đâu có được, đâu có chỗ đâu rồi, xuống này gỡ nó nước không đó. Đây, ngồi đây luôn. Ừ. Anh cầm cái máy anh xuống đây. Rồi anh cầm cái máy của em lại được. Ok. Ra xíu. Dạ. Anh cầm cái bao nè. Cầm cái bao nữa hả? Ừ. Con cần câu rồi cả nhà cũng biết là thứ dữ rồi đó nha. Trời ơi, tiếng cá thì trắng nè, chào bá luôn kìa. Quách. Nhảy lên em. Tăng. Hôm nay vút lú rồi cả nhà. Nhảy hả? Ừ. Dạ yeah, chạy cắm câu ếch dính cái gì trắng lại luôn mà cắm trên cạn mà sao dính ta? Là con này là lần thứ hai đó cả nhà. Ghê vậy. Lần thứ hai trong ngày hôm nay á.
cắm cỏ với cái chi trắng là ghê chứ. Mai nấu canh chua là tới bài luôn rồi. Đó nói gì nữa. Cái chi trắng này đúng đúng đồng luôn á. Kệ đi, coi cá gì cũng được, miễn ếch hay là cá gì cũng được. Có dính là ok. Ừ. Dạ. Gì vậy? Trời. Cứng như trời. Cái lưới câu này móc cứng hơn lưới câu kia của mình. Ừ, đúng rồi. Cầm cho chắc nha, để bóp cho nó chết thì đừng cho nó nhảy nha. Rồi, ok. Móc lợn nhái thì. Nè em cầm đây đem móc mồi cho. Cầm cái bao luôn nha. Cột miệng bao lại được rồi, mình hết câu rồi, đúng không? Ok, giờ. Để em nói trước xong tới anh. Rồi bây giờ là để Dương đổ cá của mình đi mới đi thăm về nha cả nhà. Ra đây mình coi thử như thế nào. Bây giờ anh bắt cá thì chủ đề tự nói. Đổ cá, đổ bắt cá. Thì giờ mình đổ cá nha, cái này thành quả của buổi tối rồi mình không đâu gạt nó. Được chưa? Ôi, trời ơi, con nó khủng đó. Nó khủng đó. Đây, thấy chưa? Duy xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Hello, xin chào cả nhà. Thì tối qua Dương với lại được đi thăm câu cũng có được một chút thành quả. Thì sáng nay tiếp tục Dương đi cuốn câu nha. Thì hy vọng là sẽ nhiều hơn hồi tối chút xíu. Tại thường thì mình đi cắm buổi đầu hôm thì dính ít, nhưng mà sáng thì dính nhiều. Để sáng nay Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem buổi sáng mình cái thành quả của mình là được bao nhiêu nha. Hôm trước mình đi cắm là ếch 10 cân mà được 5 con. Hôm nay vớt rồi. Như đi cắm câu lóc chung như được không ổn rồi. Bây giờ mình đi thăm câu thôi cô chú anh chị mình đây. Cuốn câu luôn nha. Nói chuyện này sảy nè, phải không? Nói chuyện này có sảy lần nè. Ê, dính cá nhỏ chứ. Bên đây hay bên kia? Bên đây kia, bên đây kìa. Đây. Ý dạ. Này được rồi. Này được rồi, con này được rồi. À, sáng sớm con đầu tiên nha cả nhà. Được. Ôi trời, làm sảy một cái nha. Rồi em gửi cái này nha. Anh đi cuốn cỏ bên kia. Là cho cái nhà chim ngưỡng con cá đi. Cá đầu tiên buổi sáng. Rồi. Cá đầu tiên buổi sáng hả? Cá đầu tiên buổi sáng nha. Rồi. Quậy dữ rồi. Quắm, à, thấy rồi, dữ không cả nhà? Quá chừng mạnh này. Nước lên vòi luôn. Ơi. Mẹ anh mới thả gì lên Dương. Phải không? Con mới thả giúp lại nè. Giống nó vậy. Mèn ơi. Con cỡ một rồi. Nè. Con cứng luôn anh Dương. Dính lâu rồi đó. Dính đơ luôn rồi kìa. Cái con của anh, con nó thả chắc cũng sắp chết đó. Tại cái đầu nó cũng cứng luôn. Hàng khủng cả nhà ơi. Hàng khủng. Mấy ký luôn. Không, hồi tối đây chưa dính bây giờ nó dính đó. Đâu. Anh bên kia anh nhìn qua anh thấy nè. Nè. Bơi dữ rồi. Cá này đẹp á. Đẹp không? Đẹp. Đủ. Cái gì hả? Nhìn màu thấy im ha. Ừ. Dữ rồi. Sắp hết rồi, còn mấy cần nữa. Này cầm em gỡ đi. Cầm cái túi nữa nha. Đây, cầm túi. Cái bọc anh lủng luôn nè, không biết có rớt nãy giờ rớt không? Trời ơi, rớt hả? Rồi bỏ vô bao đi, cho nó chắc. Ghê vậy. Trời cá nhỏ quá, rớt nó lọt không anh? Không đâu, anh mới mò nó mà. Còn 4 cần nữa. Như thế nào? Từng câu con, anh thấy từng câu còn đứng sững kìa, thể nào cũng mất. Ê, dính kìa ông nội ơi. Cá dính nhất kìa. Ôi, dính cái nhất rồi cả nhà ơi. Ê, có dính cái lăng gì cái lóc. Cái lóc queo luôn rồi. Cái nhất. Rồi. Điều cái nhỏ nhất. Dính hơm. Được, con này cũng được. Này dính hơm chắc luôn. Ừ. Thôi cả nhà, dính. Thấy cậu đứng sững mà tưởng nó không dính ra vậy dính cá. Wow, cá nhất dữ nha. Dữ vậy nghe. Gì? Có không? Đâu liệt cần mà nhắm tình hình sao? Rồi này giống tối nữa ông ơi. Ừ, tối hồi tối xảy lâu cỏ lên đó. Rồi, bên kia có hàng. Nghe quậy nữa rồi, cái chỗ cá chê tối á. Rồi, chắc chừng dính cá chê nữa rồi. Chắc vậy nữa, hồi tối quậy chổng y vậy luôn á. Từ, để đó cho anh. Bỏ cái câu luôn, bỏ đó, đóng câu này. Đó,
hồi nó ra nữa. Đây mình qua đây mình lượm hàng bên đây coi, mình nghe quậy sổn sổn đây nữa nè. Bắt con cá này trước đi rồi tính sao. Đó. Ê. Dính con cò không nội ơi. Hả? Trời là trời. Cái này dính hàng dữ dữ không vậy? Ơi trời, mình nghe quậy sổn sổn này dính con cò má ơi. Thua. Thua. Thua thiệt luôn đó, bắt luôn không? Cái cò ơi thả đi. Thả này nè. Con. Bắt cái nướng cho hú hú trời. Thôi nướng. Nướng nướng nói con cò với con mết. Cò gán. Còn xương sóc con ăn. Cắm câu dính cò nè nghe đó. Hàng biết, hàng biết. Hại, hại chưa, là hại chưa, nghe quậy sổn sổn tướng cá rồi, thiệt tình báo không à. Cầm đi em gửi. Rồi thả nó phóng sinh nó luôn hay gì? Phóng sinh luôn. Xíu cả nhà gác đợi chút xíu nữa nha. Mình về mình quay cái thành quả nha. Thành quả thôi cũng nhiều quá. Tính 4 con. Ừ. Buổi sáng tính ra được 4 con cá lóc á, nhưng mà phóng sinh thành con rồi, tính tính không có dính nữa, phóng sinh thành con rồi. Đây là con cá khủng nè. Đổi luôn anh ơi. Để ừ, đổi luôn. Không ra được chứ nó bự quá nó không ra được đâu. Đúng không? Ừ. Bự quá nó bự quá nó không ra được. Tính ra hôm đi cũng 4 5 kg cá chứ. Ừ, thay tối rồi vậy. Sáng dính được 4 con mà anh phóng sinh thành con rồi. Sao? Cá nhỏ. Cá bự chắc không phóng sinh thành nổi rồi. Cá bự nó đâu gì chui lọt được, tại cái mọt nó nhỏ quá nên nó lọt. Chê nó mạnh ghê luôn trời. Ừ. Con này mạnh dữ nè, bắt không ra luôn nè. À khủng cả nhà ơi. Ê ê. Trời ơi, cá lóc. Đó, thằng hồn chưa? Dữ, trời chưa? Cá lóc. Cả nhà thấy không? Khao luôn rồi. Dạ. Một con nữa hả? Ừ. Trọng nữa. Đụng. Quá im. Thì đây là cái thành quả của mấy anh em từ tối vậy nha. À. Được 5 kg. Ừ. À, sáng thể mà thả hành còn phóng sinh hành còn. Rồi. Thì cái clip đi cắm câu của Dương tới đây là kết thúc nha. Chào cô chú anh chị, tất cả cô chú anh chị nha. Nếu mà cô chú anh chị thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh và like cho Dương một like để ủng hộ tinh thần mình quay những clip tiếp theo săn bắt hay hơn nha. Rồi bye bye cả nhà mình. Rồi bye bye cả nhà mình luôn nha.